mình nuôi ruồi lý nang, nuôi sệt, nuôi nước là như thế nào bằng với em. Cái này chúng tôi đã làm thành công, là mình đã làm ấu trùng không chết và rất là lớn nhanh. Khi đó ba thì hôm nay mình muốn chia sẻ để mà cái nước này thì chúng ta có thể là vào trong những cái ô đang nuôi khô và chúng ta ngâm nước là cho ấu trùng quen. Thì cái thành phần ở đây là chúng ta dùng nước đi 20 lít cho những bà con là thấy ở hộ gia đình thì chúng ta có điều kiện chúng ta làm với cái dạng nhỏ lẻ thì có thể dùng những cái phi mình tính theo tỷ lệ, ví dụ như phi 200 lít này chúng ta dùng khoảng 10-20% là ven cấp 2 ở đây chúng ta pha chế từ một ra thì cái giá thành rất là rẻ nhau pha cái dung dịch để dùng cho nuôi nước. Rồi chúng tôi sẽ chia sẻ các bạn là những cái thành phần ở trong cái chế phẩm này như thế nào, dùng đến những các loại gì đánh báo gì hả, các loại vi khuẩn nào, các lợi khuẩn nào, chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết vào ngày mai. Các bạn có thể thấy rằng ở đây là cái phi 20 lít và đây là ven cấp 2 và chúng tôi đã đổ vào đây là gần 20 lít và do đó là chúng ta sẽ đây nè, ven cấp 2. Ven cấp 2 thì nó có màu vàng sẫm, mùi thơm nhẹ. Mùi thơm hơi chua nhẹ và có vị như là hơi ngọt nhẹ. Ven cấp 2 này chúng ta đã ủ từ cấp 1 5 đến 7 ngày trở lên và có thể bảo quản 1 đến 3 tháng tùy theo các bạn. Chúng ta có thể là để trong cái bồn mà để gần đây hoặc là chiết ra cái dung dịch nào đó để cái thùng nào chứa. Đây là 20 lít cũng là 40 lít. Cái này là chúng tôi pha tỷ lệ là 20 lít cho 100 lít. Và quan trọng là cái tỷ lệ mà chúng ta pha để có dinh dưỡng cho ấu trùng thường là chúng ta pha thêm 6% cám gạo các bạn, cám gạo. Đây có những cái phần trăm cám gạo. Cám gạo chúng ta mua loại cám y nha. Còn ở đây là chúng ta chỉ giới thiệu các bạn thôi, tại vì ở đây chúng tôi có những cái nguồn thức ăn là cái nguồn bánh mì, là cái tinh bột nó cao cho nên là chúng tôi không cần phải có cám gạo. Đó. Rồi chúng ta cho thêm rỉ đường. Tương tự như vậy là 6% rỉ đường cho 100 lít nước. Nhưng ở đây chúng ta cũng có cái loại bánh mì, như các bạn thấy là đây là đang cho ăn bánh mì là bánh mì sandwich. Do đó là nó có tinh bột và có đường cho nên là không có bổ sung. Còn nếu các bạn nào mà nuôi bằng bá đậu thì chúng ta nên cho thêm 6% cám gạo, cám y và 6% mật rỉ đường. Đó, như các bạn thấy là bánh mì ở đây là cho người một tận đát, không cho thêm mật rỉ đường cũng như là cho đường hoặc là cho thêm cám gạo, vì trong này có tinh bột cám gạo cũng có tinh bột và trong này có đường. Thì các bạn thấy là bánh mì sandwich ở đây chúng tôi có cái nguồn thức ăn rất là bổ dưỡng cho ấu trùng và nuôi rất là mau lớn. Chúng ăn là chúng ta cần có tỷ lệ là 6% cám. Lúc nào chúng tôi sẽ cân lượng cám cho các bạn nếu mà chúng tôi không dùng bánh mì. Và 6% mật rỉ đường. Mật rỉ đường là cái loại đường cặn ở trong các nhà máy đường ra. Hoặc nếu chúng ta không có mật rỉ đường thì chúng ta có thể dùng cái lượng đường nâu, đường vàng á, đường cát vàng chẳng hạn, hay là đường thùng, đường chảy, chúng ta có thể dùng giảm cái lượng lại. Tại vì 6% thì chúng ta có thể dùng 3-4%, 5%, nó mắc hơn, tiền hơn, nhưng mà nó cái hiệu quả nó cũng như nhau. Do đó chúng ta có thể dùng đường vàng, đường nâu để mà thay cho mật rỉ đường nếu mà chúng ta ít hoặc là nào không có. Tại vì rỉ đường rất là mình phải mua chuyên nghiệp và mua số lượng lớn thì người ta mới bán, còn mua 1-2 lít thì cũng có trên mạng nhưng mà giá thì rất cao, cho nên là chúng ta có thể dùng đường cát, đường nâu, đường vàng để mà thay thế. Kế đó là cái vấn đề cám để cho vi khuẩn làm giá thể, để cho vi khuẩn phát triển mạnh hơn. Nhưng mà quan trọng nhất có thể nói là các bạn có thể là chưa có mấy ai mà chia sẻ là chúng ta phủ chế phẩm sinh học mà dùng muối. Tại vì muối là nó tạo điều kiện ức chế những cái hại khuẩn và giúp cho cái dung dịch nó có tính ẩn trương. Chúng ta dùng trong cái pha dung dịch này chúng ta cũng nên pha 0,5%, có nghĩa là 5 phần ngàn, 100 lít chúng ta chỉ cần nửa ký, và cái bịch này 1 ký
chúng tôi sẽ cho đầy cái thùng này là 200 lít thì chúng ta có thể dùng 1 ký các bạn. Đây là muối, muối bột hay là muối hột cũng được. Và nhớ là quậy đều lên. Cái muối này rất là tốt khi mà vi trùng, vi khuẩn, lợi khuẩn phát triển và nó ức chế hại khuẩn. Giống như trong máu chúng ta là có cái tỷ lệ muối là nó khoảng là nước muối đẳng trương, gọi là nước muối đẳng trương, nó là 9/1000. Do đó là chúng ta có thể cho muối vào, và có thể là cái điều bạn là cũng chưa có thấy chia sẻ cái dùng muối. Rồi cái đến là nhắc lại là chúng ta có chế phẩm sinh học và ghi âm cấp 2, dùng từ 10 đến 20 lít trong 100 lít. Rồi cái đến là cám gạo, cám y á, cám là nhớ này, cái cám là chăn nuôi, có nhiều loại cám nó có bỏ trống nhiều quá thì cái hiệu quả nó đi xuống. Và mật nghỉ đường là 6%, có nghĩa là 200 lít này chúng ta có thể dùng 12 lít, 6%, có nghĩa là 12 lít mật nghỉ đường, thì làm thức ăn cho vi sinh nó phát triển mạnh khi mà chúng ta đưa vào. Và khi đến là chúng ta dùng nước cho đủ 200 lít, khuấy đều lên. Và đây là cái dung dịch để chúng ta có thể nuôi nước hoặc nuôi sệt, nuôi ấu trùng, nuôi nước hoặc nuôi sệt một cách hiệu quả. Và ấu trùng có thể nói là lớn rất nhanh, và cách nong nước ngày mai chúng tôi sẽ chia sẻ là mình nong nước như thế nào để ấu trùng không chết, chúng thích nghi và chúng sẽ lớn nhanh. Đây là cái cách pha dung dịch để cho là phân phối cho ấu trùng. Nhắc lại là các bạn là nhớ đây là mình dùng từ 10 đến 20% chế phẩm sinh học cấp 2. Đó, 900 lít, khi này 200 lít thì chúng ta dùng 20 đến 40 lít chế phẩm sinh học cấp 2. Cộng với 6% mật nghỉ đường, tức là cái này 200 lít thì chúng ta có thể dùng 12 lít mật nghỉ đường, 12 ký. Và 6% cám thì cái này 200 lít thì chúng ta có thể dùng 12 ký cám. Các bạn nhớ này, cái này chúng tôi đã làm và đã làm đi làm lại và nuôi tất cả những ấu trùng không nhận sệt và nhận nước một cách hiệu quả, không có vấn đề mà chết hoặc là hôi thối, sinh mùi, sinh khí hôi thối, cũng như là ấu trùng không phát triển, ấu trùng phát triển rất nhanh. Chúng tôi sẽ nong nước và sẽ giới thiệu cùng các bạn cách nong nước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Các bạn nào có nhu cầu về chế phẩm sinh học thì vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ chia sẻ với giá rất là phải chăng để tạo điều kiện cho chúng ta cùng chăn nuôi tốt, xử lý ao hồ chuồng trại khử mùi, cũng như để chăn nuôi làm thức ăn giảm chỉ số hao hụt, vật nuôi ít bệnh tật đường tiêu hóa, rất là nhiều lợi ích. Chúng tôi sẽ chia sẻ một livestream sau cụ thể bằng những cái dòng vi khuẩn nào, chúng tôi sẽ có giấy hướng dẫn gửi kèm theo khi các bạn cần dùng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm chia sẻ. Xin chào, hẹn gặp lại livestream sau.